Sáng thế chương 20 Abraham và Abimelech. Từ đó Abraham tiến xuống phía nam đến vùng Negev và cư ngụ giữa Kade và Sure. Ông ở tại Gera một thời gian. Ông nói với người ta về Sarah vợ ông: nàng là em gái tôi. Nên Abimelech vua xứ Gera cho người đến đón Sarah. Nhưng đêm ấy Đức Chúa Trời đến báo mộng cho Abimelech: ngươi phải chết vì người đàn bà ngươi lấy đã có chồng. Vì Abimelech chưa đến gần nàng nên ông nói: không lẽ Chúa tiêu diệt một nước vô tội? Abraham đã nói: nàng là em gái tôi. Nàng cũng xác nhận: Abraham là anh tôi. Con làm điều này với lòng ngay thẳng và với bàn tay thanh sạch. Trong giấc mộng, Đức Chúa Trời đáp: phải, ta biết ngươi làm với lòng ngay thẳng, nên ta ngăn ngươi phạm tội với ta và không cho ngươi động đến nàng. Bây giờ hãy trả vợ ngươi lại. Ngươi là một tiên tri, ngươi sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống. Nếu ngươi không trả nàng lại thì chắc chắn ngươi và mọi kẻ thuộc về ngươi sẽ chết. Abimelech dậy sớm, triệu tập tất cả quần thần và thuật cho họ nghe mọi việc. Ai nấy đều khiếp sợ. Abimelech mời Abraham đến và nói: ngươi làm gì cho chúng ta vậy? Ta đã làm gì xấu đối với ngươi đến nỗi ngươi làm cho ta và nước ta mắc tội lớn như vậy? Abimelech nói với Abraham: ngươi đã làm cho ta điều mà ngươi không nên làm. Lý do nào khiến ngươi làm như thế? Abraham đáp: tôi tưởng nơi này chắc không có người kính sợ Chúa. E vì cớ vợ tôi mà có người sẽ giết tôi đi. Thật ra nàng cũng là em tôi, một cha khác mẹ. Nhưng tôi cưới nàng làm vợ khi Chúa làm tôi đi lưu lạc xa nhà cha tôi. Tôi bảo nàng, đây là cách có thể bày tỏ tình yêu đối với ta, là đi đến đâu nàng cũng hãy nói ta là anh của nàng. Abimelech đem tặng cho Abraham nhiều chiên bò, tôi trai tớ gái, và giao trả Sarah lại cho ông. Vua bảo, đất ta ở trước mặt ngươi, nơi nào ngươi thích thì cứ định cư ở đó. Rồi vua quay lại Sarah: đây, ta trả cho anh ngươi 1.000 nén bạc để bồi thường danh dự ngươi trước mặt mọi người ở với ngươi. Danh dự ngươi được hoàn toàn phục hồi trước mặt mọi người. Abraham cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngài chữa lành cho Abimelech, vợ vua và các đầy tớ gái để họ có thể sinh sản được. Vì Chúa đã đóng giả con của toàn nhà Abimelech khi vua bắt Sarah, vợ của Abraham. Sáng thế chương 21 Isaac ra đời. Bấy giờ Chúa tỏ ra nhân hậu với Sarah như Ngài nói. Chúa làm cho Sarah như Ngài đã hứa. Sarah thụ thai, sinh cho Abraham một con trai trong tuổi già, đúng thời gian Đức Chúa Trời đã hứa với ông. Abraham đặt tên con mà Sarah sinh cho mình là Isaac, và làm lễ cắt bì cho Isaac con mình khi được 8 ngày, như lời Chúa truyền dạy. Lúc Isaac ra đời, Abraham đã được 100 tuổi. Sarah nói: Đức Chúa Trời làm cho tôi vui cười. Ai nghe đến cũng vui cười với tôi. Ai dám nói với Abraham có ngày Sarah sẽ cho con bú? Thế mà tôi đã sinh được một đứa con trai cho người lúc người đã già. Aga và Ismael bị đuổi đi. Đứa trẻ lớn lên và dứt sữa. Ngày Isaac dứt sữa, Abraham là một bữa tiệc rất lớn. Nhưng Sarah thấy đứa con mà Aga, người đầy tớ gái Ai Cập đã sinh cho Abraham nhạo cười. Bà bảo Abraham,
hãy đuổi người đầy tớ gái và con nó đi. Con của nó không thể hưởng gia tài với Isaac con tôi đâu. Sự việc này làm cho Abraham vô cùng buồn bã vì nó liên hệ đến con trai ông. Nhưng Đức Chúa Trời bảo Abraham, con đừng buồn vì đứa con và vì nàng hầu của con. Cứ làm theo lời của Sarah, vì dòng dõi con sẽ do Isaac mà ra. Nhưng vì đứa con của tớ gái cũng là giống nòi con, nên ta sẽ cho nó thành một quốc gia. Sáng hôm sau, Abraham dậy sớm, lấy thực phẩm và bầu da nước trao cho Aga, đặt lên vai nàng rồi bảo mẹ con ra đi. Aga đi lang thang trong sa mạc miền Biệt Sê-ba. Khi bầu đã hết nước, Aga để con dưới một bụi cây nhỏ, rồi đi cách đó độ một khoảng tên bắn vì nàng nói, ta không thể nào nhìn đứa trẻ chết. Nàng ngồi gần đó và cất tiếng khóc nức nở. Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của đứa bé, nên một thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trời gọi Aga. Aga, có việc gì thế? Đừng sợ vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa bé khóc tại chỗ nó đang nằm. Hãy đứng dậy, đỡ nó lên, bồng nó trên tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một nước lớn. Rồi Đức Chúa Trời mở mắt nàng. Nàng thấy một giếng nước, liền đến múc đầy bầu nước và đem cho đứa trẻ uống. Chúa phù hộ đứa trẻ. Nó lớn lên sống giữa sa mạc và trở thành một người bắn cung giỏi. Khi ngủ tại sa mạc Pha-đan, Ít-ma-ên được mẹ cưới cho một cô vợ người Ai Cập. Abraham và Abimelech lập giao ước. Lúc ấy, vua Abimelech và Phi-côn, người chỉ huy quân lực của vua, nói với Abraham, Đức Chúa Trời có ở với ông trong mọi việc ông làm. Bây giờ, hãy thề với tôi trước Đức Chúa Trời rằng, ông sẽ không lừa gạt tôi, con tôi hay dòng dõi tôi. Hãy đối xử tử tế với tôi và với xứ ông đến cư ngụ như tôi đã đối xử với ông. Abraham đáp, tôi xin thề. Rồi Abraham than phiền với Abimelech về vụ cái giếng nước mà bầy tôi của vua đã chiếm đoạt. Abimelech đáp, tôi không biết ai đã làm việc này. Ông không nói cho tôi, và tôi cũng không nghe nói cho đến bữa nay. Abraham đem hiến chiên bò cho Abimelech và hai người lập hòa ước. Abraham để riêng ra 7 con chiên tơ trong bầy. Abimelech hỏi, ông để 7 con chiên đó riêng ra làm gì vậy? Abraham đáp, xin vua hãy nhận 7 con chiên này nơi tay tôi, để làm chứng là tôi đã đào cái giếng này. Do đó người ta gọi chỗ này là Biệt Sê-ba, vì tại đó hai người đã thề với nhau. Sau khi kết ước với nhau tại Biệt Sê-ba, Abimelech và tướng Phi-côn lên đường về xứ Philistin. Abraham trồng một cây me tại Biệt Sê-ba, và tại đó ông cầu khẩn danh Chúa, Đức Chúa Trời đời đời. Abraham kiều ngụ lâu ngày trong xứ Philistin. Sáng thế, chương 22. Chúa thử nghiệm Abraham. Sau đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham. Chúa gọi Abraham, người thưa, có con đây. Chúa bảo, hãy dắt Isaac, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Moria và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho con. Vậy Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem Isaac con mình và hai đầy tớ đi theo. Ông chặt củi để dâng tế lễ thiêu rồi đứng dậy, đi đến địa điểm Đức Chúa Trời đã chỉ định. Ngày thứ ba, Abraham ngước lên, nhìn thấy địa điểm ấy từ đằng xa, liền bảo hai thanh niên, các anh cứ đứng lại đây và giữ lừa, tôi và Isaac sẽ lên đó thờ phượng Chúa, rồi sẽ trở lại. Abraham lấy bó củi để dâng tế lễ thiêu chất trên vai Isaac con mình và cầm theo mồi lửa và một con dao, rồi hai cha con cùng đi. Isaac nói, cha ơi, Abraham đáp,
có cha đây con. Isaac hỏi, củi lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu? Abraham đáp, con ơi, Đức Chúa Trời sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu. Hai cha con tiếp tục đi với nhau. Đến chỗ Đức Chúa Trời đã chỉ định, Abraham dựng một bàn thờ sắp củi lên, rồi trói Isaac con mình và đem đặt lên lớp củi trên bàn thờ. Abraham đưa tay cầm dao để giết con mình. Bỗng thiên sứ của Chúa từ trên trời gọi, Abraham, Abraham, ông thưa, có con đây. Thiên sứ bảo, đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả. Vì bây giờ ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi với ta, dù là con một của ngươi. Abraham ngước mắt nhìn thấy một con chiên đực, sừng đang mắc vào bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt nó dâng tế lễ thiêu thay thế con trai mình. Abraham gọi địa điểm này là Chúa cung ứng. Vì thế cho đến ngày nay người ta vẫn nói, trên núi của Chúa điều ấy sẽ được cung ứng. Từ trời, thiên sứ của Chúa lại gọi Abraham lần thứ nhì mà bảo, ta đã lấy chính ta mà thề, vì con đã làm điều ấy, không tiếc sinh mạng đứa con dù là con một, nên ta sẽ ban phước hạnh cho con, tăng gia dòng dõi con như sao trên trời, như các bãi biển, và dòng dõi con sẽ chiếm lấy cổng thành quân địch. Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Vậy Abraham trở lại cùng hai thanh niên, rồi tất cả lên đường quay về Biệt Sê-ba. Abraham cư trú tại đó. Sau đó có người báo cáo cho Abraham, Minca đã sinh con trai cho Naco, em ông. Con đầu lòng tên U-sơ, các con kế là Bu-sơ và Kemuel, cha của Aram, Keset, Haso, Findat, Diplap và Betuel, được tất cả 8 người. Kemuel sinh Aram và Betuel sinh Rebeka, Rumân, vợ kế của Naco, sinh Teba, Gaham, Tahach và Maaka. Sáng thế, chương 23. Sarah qua đời. Sarah qua đời tại Kiriat Arba Hebron, xứ Canaan, hưởng thọ 127 tuổi. Abraham để tang và than khóc vợ. Đứng bên thi hài Sarah, Abraham yêu cầu gia đình họ hết. Tuy sống giữa các anh, tôi chỉ là một kiều dân. Xin các anh bán cho tôi một miếng đất chôn cất để an táng vợ tôi. Dân họ hết đáp, vâng, chúng tôi vẫn coi ông là một bậc vương hầu của Đức Chúa Trời. Ông muốn chọn đất chôn cất nào tùy ý. Chúng tôi không từ khước đất chôn cất của chúng tôi để ông chôn người chết của ông đâu. Abraham cúi đầu trước mặt họ yêu cầu, các anh đã có nhà ý như thế, xin làm ơn nói giúp Ephron, con trai Soa, vui lòng bán cho tôi cái động mặt Bê La ở cuối khu đất của anh ta. Tôi xin trả đúng theo thời giá để mua cái động ấy làm đất chôn cất đang ngồi giữa gia đình họ hết. Ephron người Hê-tít trả lời trước mặt dân chúng đến trước cổng thành, thưa ông, tôi xin biếu ông cả cái động lẫn khu đất. Đây có dân chúng làm chứng, tôi xin tặng cả cho ông để ông an táng xác bà. Abraham lại cúi đầu trước mặt dân chúng trong xứ và đáp lời Ephron, trong khi dân chúng lắng tai nghe. Tôi chỉ xin mua và trả tiền sòng phẳng. Xin anh vui lòng nhận tiền, tôi mới dám an táng vợ tôi. Ephron đáp, miếng đất trị giá 400 lạng bạc. Nhưng chỗ tôi và ông có gì đâu, xin ông an táng bà đi. Nghe chủ đất định giá, Abraham cân 400 lạng bạc theo cân lượng thị trường trả cho Ephron trước sự chứng kiến của người hết. Cánh đồng của Ephron tại mặt Bila, giáp ranh Mamre, gồm khu đất và cái động cùng cây cối trong khuôn viên.
từ nay thuộc quyền sở hữu của Abraham. Hai bên thỏa thuận tạo mãi, có dân hết chứng kiến tại cổng thành. Abraham an táng vợ mình trong khu đất và cái động mua của Ephron. Động và hang đá đều được chuyển nhượng cho Abraham, dùng làm mộ địa trước mặt dân hết.